Angela Baby lại gây sốt vì vẻ đẹp lai quyến rũ trong hậu trường. Angela Baby xinh đẹp cuốn hút với gương mặt rạng ngời và nụ cười hấp dẫn tại hậu trường buổi ghi hình chương trình mới. Dường như tin đồn ly hôn Huỳnh Hiểu Minh không làm ảnh hưởng tới mỹ nhân lai. Mới đây, Angela Baby đã trở lại ghi hình cho show truyền hình Running Brothers mùa thứ 9. Xuất hiện với gương mặt hoàn hảo cùng bộ trang phục cá tính, bà xã Huỳnh Hiểu Minh thu hút mọi ánh nhìn. Ngay khi xuất hiện tại phim trường, bà mẹ một con đã nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào mọi người. Diện trước váy đen bồng bềnh, Angela Baby được khen đẹp như một tiểu thư trẻ trung. Nhìn nữ diễn viên 8X tại phim trường, không ai nghĩ cô đã bước qua tuổi 30 và qua một lần sinh nở. Từng dính tin đồn chỉnh sửa nhan sắc và diễn xuất yếu kém, nhưng không thể phủ nhận, Angela Baby hiện là một trong những nữ diễn viên duy trì sắc đẹp ổn định nhất làng giải trí Hoa ngữ. Bởi vậy, cô luôn được các nhãn hàng tin tưởng. Vài ngày trước, bộ ảnh hậu trường của Angela Baby tại một buổi chụp hình quảng cáo được đăng tải và trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Nữ thần lai khiến dân mạng xuýt xoa bởi hình ảnh trong veo, xinh đẹp không tì vết. Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng ngời và ánh mắt dịu dàng là lợi thế của Angela Baby. Cô luôn được xem là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ và là hình mẫu mà các cô gái trẻ châu Á hướng tới. Gương mặt nhỏ gọn, thanh tú, các đường nét sắc sảo và đáng yêu tạo nên một Angela Baby đẹp mọi góc nhìn. Angela Baby mang trong mình dòng máu Đức, Trung nên cô sở hữu vẻ đẹp lai khá nổi bật. Truyền thông Trung Quốc gọi cô là búp bê sống vì gương mặt xinh đẹp và hoàn hảo như một cô búp bê. Năm 13 tuổi, Angela Baby bắt đầu bước chân vào làng giải trí trong vai trò một người mẫu cho một công ty quản lý người mẫu tại Hồng Kông. Sau khi làm quen với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby mới có điều kiện tiếp xúc với các đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh. Song diễn xuất của Angela Baby bị chê bai thảm hại. Gần đây, tin đồn ly hôn của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh vẫn liên tục xuất hiện trên mặt báo. Song cặp đôi vẫn lựa chọn việc im lặng, họ cũng không chịu giao lưu, thể hiện tình cảm giữa chốn đồng người. Tuy nhiên mới đây, Angela Baby có động thái gây chú ý khi xuất hiện với set đồ gồm chiếc áo in hình một chú chó cùng áo khoác ngoài màu đen. Set đồ này của nữ diễn viên giống với hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh trước đó. Đây là hành động ngầm phủ nhận chuyện ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh từ Angela Baby. Set đồ này Huỳnh Hiểu Minh từng mặc cách đây không lâu. Dù sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn và là gương mặt được nhiều nhãn hàng ưu ái, nhưng diễn xuất của Angela Baby chưa bao giờ khiến khán giả và giới chuyên môn hài lòng. Angela Baby xuất thân là một người mẫu ảnh tại Hồng Kông. Nhờ gương mặt xinh đẹp, cô nhanh chóng trở thành cái tên hot trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Angela Baby chỉ thực sự được biết tới sau khi cô hẹn hò với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2012. Năm 2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ và với sự hậu thuẫn của chồng, Angela Baby bắt đầu đóng phim. Ngoài việc là một người mẫu, Angela Baby bắt đầu được gọi là diễn viên. Tuy nhiên, diễn xuất của Angela Baby không hoàn hảo như vẻ ngoài của cô. Nữ diễn viên mang hai dòng máu Âu Á bị chê diễn cứng, khóc cười đèo cường điệu. Trong nhiều năm, Angela Baby bị coi là bình hoa di động trên màn ảnh. Diễn xuất yếu kém khiến các tác phẩm có sự góp mặt của cô đều bị xếp vào nhóm thảm họa. Từ năm 2018, không một nhà sản xuất nào muốn mời cô cộng tác. Và tới năm 2020, cô phải giảm cát xê đến 90% để tìm kiếm cơ hội xuất hiện trong các dự án phim. Hiểu được nhược điểm diễn xuất của mình, Angela Baby từng thổ lộ rằng cô từng mời giáo viên giỏi giúp cô cải thiện kỹ năng diễn xuất vào năm 2017. Theo đó, mỗi ngày, cô đều làm việc với giáo viên, cố gắng học thuộc lời thoại, trao đổi kỹ năng diễn xuất với cô giáo. Trước khi đến trường quay, cô đều chuẩn bị rất kỹ càng cho những phần cảnh mà mình phải thực hiện trong ngày. Tuy nhiên, nữ giảng viên Lưu Thiên Trì của Học viện Hí kịch Trung ương, người đã dạy dỗ Angela Baby trong năm 2017, thừa nhận rằng cô bất lực trong việc chỉ dạy cho Angela Baby. Hiện tại, sau nhiều năm cố gắng chinh phục điện ảnh, Angela Baby vẫn chưa thể thành công. Cô chuyển hướng sang các show truyền hình thực tế, phát huy vẻ ngoài xinh đẹp của mình để duy trì fan. Nữ diễn viên 8X là một trong những ngôi sao nổi tiếng và xinh đẹp bậc nhất của làng giải trí Hoa ngữ.